theo khảo sát mới nhất của Booking.com, Đà Nẵng là điểm đến được du khách Việt tìm kiếm và đặt phòng nhiều nhất dịp hè 2023. Hãy cùng VNA Destination tìm hiểu những lý do vì sao du lịch Đà Nẵng lại được du khách yêu thích đến thế ngay bây giờ nhé! Thành phố Đà Nẵng sở hữu rất nhiều bãi biển thơ mộng có biển xanh, cát trắng, nắng vàng như bãi biển Mỹ Khê, bãi biển Non Nước, bãi Rạng Đà Nẵng, bãi biển Nam Ô hay bãi Bắc Mỹ An. Cùng với hoạt động tắm biển ưa thích, du khách còn có thể tham gia các hoạt động khác như lặn ngắm san hô hoặc trải nghiệm các trò chơi mạo hiểm trên biển như dù lượn hoặc cano siêu tốc. Đặc biệt không thể không nhắc đến Mỹ Khê, bãi biển từng lọt top 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh do tạp chí Forbes Mỹ bình chọn. Vẻ đẹp trong trẻo, hút hồn của Mỹ Khê không chỉ thu hút du khách du lịch Việt Nam mà tất cả du khách quốc tế từng đặt chân đến đây. Hơn thế nữa, thiên nhiên cũng ưu ái ban tặng cho Mỹ Khê cánh rừng dương xanh ngát và hang dưa thẳng tắp sừng sững giữa trời khiến lòng người mê đắm. Đừng bỏ lỡ cơ hội nằm dài trên biển hay thư thả đi bộ, dùng đôi chân trần cảm nhận bờ cát mịn màng và những làn sóng vỗ rì rào khi đón bình minh hay hoàng hôn xuống. Nếu bạn là người yêu thích chụp ảnh thì chắc chắn nên ghé đến khu du lịch Banana Hills, nơi được mệnh danh là châu Âu giữa lòng phố thị. Danh thắng này quy tụ hàng loạt tọa độ sống ảo đẹp lung linh. Tại đây, chỉ cần giơ máy lên thôi là bạn đã có những bức ảnh sống ảo triệu like để đời rồi. Tìm yêu thiên nhiên và khám phá nhất định không thể bỏ qua bán đảo Sơn Trà, nơi còn được gọi là miền xanh vô giá của thành phố biển. Tại đây có một số cây đa vô cùng thiêng liêng, hơn 800 năm tuổi với chu vi thân lên tới 10 mét sẽ thu hút sự chú ý của bạn với vô vàn các câu chuyện kỳ bí xung quanh nó. Bạn có thể tận mắt chiêm ngưỡng tượng Bồ Tát Quan Thế Âm cao tới 67 mét được UNESCO công nhận là tượng Quan Thế Âm cao nhất Đông Nam Á tại chùa Linh Ứng Sơn Trà. Còn nếu bạn là người trẻ yêu thích xê dịch và tìm tòi những địa điểm mới lạ thì bỏ túi ngay một số địa điểm đang được giới trẻ địa phương yêu thích như là bãi Rạng, con dốc ven sườn núi Sơn Trà, ngọn hải đăng Thuận Phước hay là Rạng Nam Ô nhé. Những địa điểm này thì còn khá mới và giữ gìn nguyên vẹn được vẻ hoang sơ và cũng sẽ là bối cảnh rất đẹp cho những bức hình của bạn. Đến Đà Nẵng không chỉ chơi mà còn được ăn rất ngon. Trải nghiệm một ngày ăn như người Đà Nẵng sẽ bắt đầu bằng một suất bò né full topping với thịt bò mềm, phiền bạch tê to, trứng ốp la đẫm sốt, ăn kèm bánh mì và đồ chua đúng vị. Bữa trưa nhẹ nhàng với món gỏi cá Nam Ô hấp dẫn, bạn có thể trải nghiệm gỏi ướp hoặc gỏi khô tùy theo khẩu vị cá nhân. Lưu ý đối với người mới ăn lần đầu thì gỏi khô sẽ là lựa chọn phù hợp hơn cho người chưa quen với việc ăn cá sống. Còn đối với người thật ăn sành ăn và chắc dạ thì không thể bỏ qua món gỏi ướp trứ danh. Kết thúc một ngày dài thăm thú Đà Nẵng, hãy tự thưởng cho mình một bữa ăn hải sản đúng kiểu thành phố biển với các món ăn tươi ngon và bia lạnh. Cùng thưởng thức những món hải sản tươi rói cùng bạn bè và người thân trong không khí tấp nập và rộn ràng của thành phố đáng sống của Việt Nam sẽ là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Hãy cùng Vietnam Airlines khởi hành chuyến du lịch khám phá Đà Nẵng ngay khi có thể bạn nhé. Hàng ngày, Vietnam Airlines có rất nhiều chuyến bay khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đi Đà Nẵng. Đừng quên theo dõi website vietnamairlines.com để thường xuyên cập nhật thông tin về các đường bay nội địa và quốc tế cũng như bắt kịp các chương trình ưu đãi hấp dẫn nhất có thể của chúng tôi nhé.